Thu Hằng xin kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Biển đảo Tổ quốc. Thưa quý khán giả và các đồng chí, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 là đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao. Bởi vậy, nữ quân nhân của đơn vị, dù công việc chính hàng ngày là nhân viên văn thư, nấu ăn hay quân y, thì họ vẫn thường xuyên luyện tập trong môi trường khắc nghiệt với quyết tâm rất cao để trau dồi, nâng cao ý chí, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ khó khăn được giao như những quân nhân nam khác. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023, mời quý khán giả và các đồng chí cùng phóng viên chương trình Biển đảo Tổ quốc gặp gỡ và trò chuyện với những bông hồng thép của lữ đoàn. Quý khán giả và các đồng chí, theo quan sát của tôi thì chỉ chưa đầy một phút, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Hà đã hạ gục 3 đối tượng lực lượng có trang bị. Và điều này rất là ấn tượng đúng không ạ? Nhưng còn ấn tượng hơn nữa đó chính là người phụ nữ mạnh mẽ đó không phải là một chiến đấu viên mà chị là nhân viên nấu ăn thuộc phòng hậu cần Lữ đoàn 126. Xin được chia sẻ thêm một thông tin nữa tới quý khán giả và các đồng chí, đó là đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Hà chính là chủ nhân của tấm huy chương vàng hội thao võ chiến đấu tay không quân chủng Hải quân và cũng là chủ nhân của tấm huy chương bạc hội thao võ chiến đấu tay không toàn quân. Xin chào chị Hà. Được biết là chuyên ngành của chị thì không liên quan gì tới võ thuật, vậy thì cơ duyên nào đã biến chị trở thành một nữ võ sĩ của quân chủng Hải quân ạ? Vâng, tôi cũng không rõ việc là tham gia luyện tập và môn thi đấu của võ thuật có phải cơ duyên của tôi hay không. Nhưng có lẽ là xuất phát từ quan niệm của cá nhân tôi về nét đẹp của người phụ nữ, và người phụ nữ có những nét thùy mị, dịu dàng, thì ngoài ra phải còn có cả sự dám chắc và sức khỏe, và tham gia những luyện tập võ thuật thì để rèn luyện ý chí và thể lực, nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị. Cường độ huấn luyện cao cũng như là kỷ luật thép thì trong huấn luyện võ thuật có thể là trở thành một trở ngại đối với những người phụ nữ chân yếu tay mềm như chúng ta. Vậy thì chị đã vượt qua thử thách đó như thế nào ạ? Vâng, đúng là yêu cầu của môn võ thuật thì đòi hỏi cường độ luyện tập rất là cao, nhưng đòi hỏi tính mình phải kỷ luật thép. Có như vậy, các đòn, các thế, các quyền, các cước thì mới chính xác và chắc chắn được. Xong điều đó thì không thể nghĩa là không phù hợp với phụ nữ chị em chúng ta, nhưng mà nghĩa là phải có quyết tâm được chị vượt lên chính mình, được sự động viên của gia đình. Như chồng tôi thì cũng là bộ đội, nhưng mà đồng chí chồng thường xuyên là cũng về cũng tập luyện cho vợ và động viên vợ là phải cố gắng để những lúc mà đi thi đấu của cho quân chủng và toàn quân ấy thì chồng cũng hỗ trợ về con cái này, rồi nấu cơm nấu nước đón con đưa đi học. Đấy là một động viên để tôi cố gắng để luyện tập võ thuật. Vâng ạ, tôi nghĩ rằng là chỉ cần có quyết tâm vượt lên chính mình thì dù là có cường độ cao hay là kỷ luật thép thì chúng ta cũng đều hoàn thành và vượt qua một cách xuất sắc đúng không ạ? Vậy thì trong các kỳ hội thi hội thao thì chị có kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất không ạ? Là năm 2004 lần đầu tiên là chị em tôi được tập và đi thi đấu. Mà trong một tuần thôi, một tuần trời mà chị em tôi thật sự là chưa biết một cái đòn cái thế nào hết. Nhưng mà năm đấy là được sự giúp đỡ của thủ trưởng và được sự nhiệt tình của anh em chỉ bảo thì chị em chúng tôi trong một tuần đã đi thi đấu. Thì năm đấy kỷ niệm đẹp nhớ nhất là của tôi là nhớ là lần đấy là chúng tôi sang quân chủng thi đấu, nhưng mà có đồng chí bảo tôi là chị em mình phải lên sàn đấu phải trẻ khỏe đẹp. Đồng chí còn lôi chúng tôi ra còn đánh tư phấn tinh son vào chúng tôi thi đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ. Dạ vâng ạ, một kỷ niệm rất là đáng nhớ khi mà lần đầu tiên đúng không ạ? Lần đầu tiên tham gia hội thao đúng không ạ?
Một lần nữa xin được cảm ơn chị Hà và chúc chị luôn mạnh khỏe để có thể tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Lữ đoàn 126 là đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Chính vì vậy mà các nữ quân nhân tại đơn vị cũng được tham gia huấn luyện toàn diện như các nam quân nhân. Không chỉ giỏi chuyên môn, họ còn giỏi võ, bơi lội và giỏi chịu đựng gian khổ khó khăn. Và những hình ảnh thật ngầu ngay sau đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Lữ đoàn thứ nhất, ra vị trí, chuẩn bị chiến đấu. Tiến! Quan sát đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Thị Hoa luyện tập bắn súng đặc chủng chống khủng bố, tôi thực sự rất là ngưỡng mộ. Và chị Hoa này, không biết là chị đã sử dụng thành thạo bao nhiêu loại súng ạ? Tôi có thể sử dụng thành thạo 3 loại súng. Súng K54, súng tiểu liên AK và súng Mikaruli. Vậy thì thành tích tốt nhất mà chị đạt được trong bộ môn bắn súng đó là gì ạ? Thành tích tốt nhất là tôi đạt được là năm 2014. Quân chủng có tổ chức thi các phụ nữ khu vực phía Bắc, tôi đã được đạt giải điểm cao nhất trong hôm bộ môn bắn súng K54. Theo quan sát vừa rồi thì tôi thấy là chị Hoa này vừa lắp súng này vừa ngắm bắn mục tiêu rất là nhanh và chính xác. Và ngay bây giờ thì chị Hoa có thể thao tác lại một lần nữa để tôi cũng như là quý khán giả của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam có thể nhìn lại một lần nữa được không ạ? Đã được ạ. Dạ vâng, chưa mời chị ạ. Thưa quý khán giả và các đồng chí, không chỉ giỏi đánh võ, bơi lội hay là bắn súng, các nữ quân nhân của Lữ đoàn 126 còn đảm nhiệm nhiều vị trí và công việc khác nhau. Và để tìm hiểu rõ hơn về những bông hồng thép của Lữ đoàn, chúng tôi đã gặp gỡ và trò chuyện với một trong những nam quân nhân của đơn vị, Thượng tá Trần Thanh Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn ạ. Thưa đồng chí, ở đơn vị đặc biệt như là Lữ đoàn Đặc công Hải quân, thì các nữ quân nhân đã có đóng góp vai trò như thế nào để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị ạ? Lữ đoàn 126 là một đơn vị đặc biệt tinh nhuệ thiện chiến của quân chủng Hải quân, là một đơn vị có bề dày truyền thống, là đơn vị 3 lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đối với chị em phụ nữ hội viên tuy không đông nhưng chị em đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong những thành tích chung của lữ đoàn trong những năm vừa qua. Chị em là những bông hồng thép, là cái nguồn cổ vũ động viên đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ các lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trên cương vị các đảm nhiệm các cương vị khác nhau tại các cái chuyên môn khác nhau, nhưng chị em đã cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đã đảm bảo cho đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao. Các chị em không những quá trình rèn luyện còn hoạt động các phong trào bề nổi rất là tốt. Trong những năm vừa qua thì Hội Phụ Nữ đã đóng góp tích cực vào các cái kết quả chung của hội thi toàn quân, toàn quốc, đặc biệt là cái hội thi Army Game những năm vừa rồi, và đặc biệt trong cái thời gian gần đây nhất là Hội Phụ Nữ của Lữ đoàn đã đạt giải nhất trong hội thi Hội Phụ Nữ Quân chủng Hải quân, và đặc biệt có một cái màn chào hỏi đặc biệt xuất sắc và ấn tượng nhất. Trên tinh thần sự quan tâm, ưu ái của Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn thì các hội viên Hội Phụ Nữ đã cùng đoàn kết đồng lòng, phấn đấu nỗ lực vươn lên bằng cống hiến, bằng trí tuệ, bằng năng lực, bằng trách nhiệm
và với cái tinh thần gắn bó, đoàn kết, giữ gìn và phát huy cái truyền thống của đơn vị, của quân chủng, của quân đội, thì chị em đã cùng với các lực lượng khác trong toàn nữ đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để chị em yên tâm công tác, phát huy tốt các tiềm năng thế mạnh, thì cấp ủy chỉ huy đơn vị đã có những động viên và hỗ trợ như thế nào ạ? Đối với đảng ủy và cấp ủy chỉ huy các cấp thì luôn luôn quan tâm tới hội phụ nữ, các cái hoạt động của hội phụ nữ trong cái nghị quyết thường kỳ cũng như các cái nghị quyết chuyên đề, nghị quyết tháng năm thì đều có các cái nội dung xác định được các cái nội dung hoạt động của chị em phụ nữ và đề ra những cái chủ trương biện pháp để cổ vũ động viên, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện. Chúng tôi đã chỉ đạo cho hội phụ nữ tổ chức các cái hoạt động nội tại trong đơn vị cũng như là quá trình giao lưu kết nghĩa với các đơn vị bạn trên cái địa bàn đóng quân ở cái khu vực miền Bắc này, và thậm chí cả những cái hội liên hiệp phụ nữ ở ngoài như là hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội trong các hoạt động phong trào. Cái thứ hai nữa là tạo điều kiện mọi mặt cho chị em, tạo cái môi trường cho chị em hoạt động công tác, cống hiến, được học tập, được rèn luyện, được tham gia các cái phong trào và tạo điều kiện môi trường, bố trí sắp xếp công việc cho nó phù hợp với sức khỏe, với trình độ chuyên môn, với cái điều kiện hoàn cảnh gia đình. Chúng tôi thường xuyên quan tâm động viên, chia sẻ đối với các cái đồng chí phụ nữ là có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng tham gia công tác, rồi tạo điều kiện mọi mặt, rồi là lãnh đạo chỉ đạo cho hội phụ nữ tổ chức các cái hoạt động phong trào bề nổi với các cái mô hình phù hợp như là câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ Everic, câu lạc bộ lướt ván, rồi là các hoạt động, các phong trào như là chị em giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, rồi tổ chức thăm khám sức khỏe. Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi trong đảng ủy chỉ huy phân công trực tiếp, tôi là phó chính ủy nữ đoàn, ủy viên thường vụ phụ trách trực tiếp chị em, nên là tất cả những cái kênh thông tin đã trực tiếp từ mặt tham mưu đề xuất nó một cách trực tiếp nhất, làm sao tạo điều kiện tổng thể tất cả các lực lượng đều hòa chung vào một để giúp đỡ chị em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vâng, với những sự động viên và hỗ trợ kịp thời trong mọi mặt như đồng chí vừa chia sẻ thì tôi tin tưởng rằng là hội phụ nữ của lữ đoàn sẽ ngày càng phát triển và ngày càng có nhiều thành tích cao hơn nữa. Và nhân ngày phụ nữ Việt Nam sắp tới thì đồng chí có muốn nhắn gửi điều gì tới những bông hồng thép của chính đơn vị mình không ạ? Chúc cho chị em luôn có một cái sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng tươi trẻ và phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thật sự là người giữ lửa trong gia đình cũng như là hoàn thành tốt cái chức năng của mình trong cái công việc đảm được nước, giỏi việc nhà, và chị em làm sao mà càng không ngừng tiến bộ để giữ vững được cái truyền thống của phụ nữ Việt Nam, đó là anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Dạ vâng, cảm ơn đồng chí ạ. Nhân ngày 20 tháng 10 cho phép tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các nữ quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và nữ quân nhân trong quân chủng hải quân nói riêng, luôn mạnh khỏe này, xinh đẹp này, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Đấy, luôn là người giữ lửa trong gia đình, góp phần tô thắm thêm vào truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Như lời Bác Hồ đã dặn, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Nhân dịp ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam thì xin gửi lời chúc đến toàn thể những người phụ nữ một lời chúc sức khỏe, luôn luôn xinh đẹp và thành công trong cuộc sống. Tôi muốn gửi gắm lên các chị em phụ nữ trong toàn lữ đoàn và toàn quân một lời gửi gắm, các chị em cứ yên tâm là một hậu phương vững chắc để cho chúng tôi thực hiện mọi các nhiệm vụ, và chị em cứ luôn yên tâm, còn chúng tôi luôn bên cạnh để các chị em thành công và phát triển hơn trong các lĩnh vực của các chị em là chọn.